Chào cả nhà, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình chiếc xe 2019 Accent AT số tự động bản đủ có cửa sổ trời. Và chiếc xe này chạy 13.000 km. Mọi chi tiết các bạn sẽ xem kỹ trong video này nha. Còn về giá thì Khanh sẽ chia sẻ cho tất cả anh em mình, cả nhà mình ở phần cuối video. Nếu ai đã biết chiếc xe rồi muốn quan tâm về giá, coi hẳn phần cuối giúp giùm Khanh luôn. Đầu tiên, đây là chiếc xe năm sản xuất 2019 bản đủ. Thì cái phần đầu xe, đây là cụm đèn, đèn nó là đèn gương cầu rồi. Màu đen một trong những cái màu rất là ít trên thị trường xe cũ về màu đen nha. Rồi còn màu trắng, màu bạc thì nó nhiều. Đối với phần mâm, đây là cái chiếc xe của mình được sử dụng là mâm 16 inch. Và lốp vỏ là đi theo xe luôn. Đây, mâm 16 inch. Các bạn coi giúp giùm Khanh là đắt 2019. Đây. Phần mâm vỏ đắt 2019 luôn. Đây. Rồi. Gương hậu của xe đối với cái bản này thì được gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ. Thì người chủ cũ có ốp một tí về phần trang trí trên đây. Nếu anh chị nào cảm thấy phần này không thích, mình có thể gỡ ra bất kỳ lúc nào. Xe có thêm trang bị thêm viền che mưa. Đây, chủ cũ người ta cũng đã trang bị, phim cách nhiệt cũng đã trang bị, tay nắm cửa cũng đã trang bị. Hồi nãy Khanh có chia sẻ đây là cái chiếc xe bản đủ, thành ra nó sẽ có trang bị cho mình là chiếc cửa sổ trời. Anten ở phía sau thì là dạng vây cá. Đối với xe của mình là được trang bị là khởi động bằng nút bấm Startup. Khi các bạn đi ra ngoài đóng cửa lại, bấm lock tự động nó lock cửa thôi. Rồi, Khanh mời mọi người đi phần phía sau. Đối với phần đèn sau, xe mình được trang bị là cụm đèn full LED. Đây là cụm đèn full LED để Khanh mở luôn cho mình xem nha. Đây, ban đêm rất là đẹp. Đây là chiếc xe được trang bị phần cốp mở thông minh, có nghĩa là khi các bạn cầm chiếc chìa khóa trên người, đứng ở sau xe 4 giây, tự động cái cốp xe nó sẽ mở ra cho các bạn. Khi các bạn đi siêu thị, hai tay hai túi đồ hoặc là hai tay của các bạn bận hết, hoặc là chiếc chìa khóa nằm trong túi sách vân vân, thì đứng ở đây tự động cốp xe sẽ mở lên, nó sẽ tiện dụng vô cùng. Phần cốp xe thì người chủ cũ cũng đã trang bị cho mình một cái lót cốp để tiện dụng hơn trong quá trình mà sử dụng, không bị phần nước khi mà mình chở đồ mà nó có bị ẩm ướt hoặc nước nó không bị chảy ra ngoài, không bị bám mùi, và cái này giặt rửa rất là dễ dàng. Đối với xe Accent bản đủ và chiếc này, cụ thể là chiếc này có sẵn là camera gear, có sẵn cảm biến gear, và camera gear của xe sẽ xoay theo góc lái, có nghĩa là khi các bạn đánh lái qua trái thì cái khung camera nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải khung camera sẽ quay qua phải, giúp cho mình dễ dàng đi vào những cái chỗ khoang đậu xe, và các bạn sẽ không bao giờ bị quên là cái bánh xe phía trước của mình là xéo khi các bạn tắt máy. Đó là một cái sự đậu xe rất là khó chịu, đúng không ạ? Rồi, mời cả nhà mình đi xem tiếp cái phần hông bên đây. Đây, phần hông đây. Bốn vỏ thì hiện tại đã đi là 13.000 cây số, thành ra các bạn đem về thì có thể sử dụng vỏ theo xe mà. Vỏ theo xe thì có thể sử dụng được tới 40-50.000 cây số là. Thành ra các bạn yên tâm thì mình sẽ không phải tốn tiền thay cái vỏ khác. Đây là cái phần hông xe. Rồi, hông xe bên phải. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình là phần nội thất. Nội thất của xe, ghế như thế nào. Đây là một chiếc xe bản đủ, thành ra gốc của nó là ghế da rồi. Đây, giới thiệu cho cả nhà mình phần nội thất của xe. Các bạn xem nha, cái phần ghế da này là ghế da nguyên bản đi theo xe luôn á. Đây, xe này là 6 túi khí. Đây, có túi khí ngay mép ghế đây. Đây, cái phần ghế da. Đối với cái phần ghế hàng phía trước gần như là không có người ngồi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái phần mép ghế nè, nhìn rất là săn chắc và nó không có bị cái dấu hiệu mà rạn nứt theo thời gian. Còn ở phía trong thì hồi nãy Khanh có nói là màn hình nè, điều hòa tự động nè, xài là nút bấm Startup rồi. Thì lát nữa Khanh sẽ giới thiệu thêm cho mình.
Về cần số, đây các bạn nhìn thấy cần số của mình, cái phần da trên đây nhìn rất là căng. À, đây phần da rất là căng, rất là đẹp, không có dấu hiệu gì lão hóa mòn gì hết. Đây phần nhựa táp lô, phần nhựa táp lô còn rất là đẹp. Chỉ mới 13.000 cây thôi ạ. Về hàng ghế sau cũng vậy, đây là hàng ghế sau của xe. Thì cái phần da ghế, da của hàng ghế sau, đây các bạn xem nha. Đây da ghế hàng ghế sau nè. À, nhìn rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ xem những cái mép ghế nè. Đây mép ghế nè. À, các bạn xem kỹ nha. À, phần mép ghế, ghế của ghế bên trái, phần mép ghế của ghế bên phải. Rồi, xe mình có đã trang bị là chiếc cửa gió hàng ghế sau rồi. Và tiện ích ở phía dưới thì nó còn có thêm một cái cổng sạc cho các bạn nữa. Đây cổng sạc 12V. Đây phần cổng sạc 12V. Rồi giới thiệu với cả nhà mình, đây là cái phần táp lô của xe. Thì đối với xe bản đủ này được trang bị là ga tự động cruise control. Đây, ga tự động cruise control. Hệ thống đèn là đèn tự động auto, các bạn cứ để auto, đi vào tối tự động bật, đi ra sáng tự động tắt. Hệ thống gạt mưa, đây là chiếc xe có hệ thống gạt mưa tự động luôn rồi. Phần màn hình hồi nãy Khanh có chia sẻ là chiếc camera da của mình á, là nó sẽ xoay theo góc lái. Đây các bạn đánh lái qua trái, nó sẽ xoay qua trái, nó sẽ xoay theo khung để cho mình dễ dàng trong quá trình sử dụng hơn. Về phần điều hòa, đây là chiếc xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động, có nghĩa là khi các bạn đặt bao nhiêu độ thì tự động đủ nhiệt độ nó sẽ ngắt ra giống như cái máy lạnh ở nhà. À, các bạn sẽ tiện dụng hơn trong quá trình mình sử dụng xe. Và Khanh chia sẻ một chút xíu đó là cái điều hòa tự động nó sẽ ít hao xăng hơn cái điều hòa cơ chút xíu. Mỗi cái một chút xíu. Ngoài ra cái hệ thống điều hòa này nó còn có chức năng clean air, nó tương tự giống như cái máy lọc không khí mà các bạn phải mua thêm ở nhà. Lọc bụi mịn, lọc khuẩn, lọc mùi, vân vân. Rồi, về đây là cái tay nắm cần số, hồi nãy Khanh có quay cho gia đình mình xem. Đây cái phần tay nắm cần số nè. Nhìn còn rất là đẹp. Này. Có chế độ D là tự động và cộng trừ tức là chế độ bán tự động để các bạn có thể lẫy số vượt mặt xe giống như những chiếc xe số sàn hoặc là các bạn đi xuống dốc, đi xuống đèo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ xem những cái ron chỉ trên cửa như thế nào nha. Chiếc xe này là chiếc xe năm sản xuất 2019, thành ra các bạn sẽ chạy cho đến năm 2022 thì các bạn mới hết bảo hành. Đó, đó là một sự an tâm khi các bạn mua một chiếc xe cũ mà còn bảo hành. Rồi, đây là cái chiếc xe Khanh giới thiệu. Chiếc xe cũ đã qua sử dụng, cái phần máy đem về thì bên Khanh vẫn chưa làm gì hết, nó còn nguyên bản luôn các bạn. Đây giới thiệu với mọi người nha. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là phần máy của xe nguyên bản luôn. Đây động cơ, từng con ốc đây, các bạn xem từng ốc nha, từng ốc trên động cơ nè. À, đây từng con ốc, từng con ốc. Rồi những con ốc của nhà máy nè. Đấy, ốc nắp capo nè, các bạn xem nè, ốc nắp capo. Ron chỉ cửa, đây các bạn xem kỹ nha. Chúng ta sẽ xem cái phần nắp capo độ mới. À, đây là phần nắp capo. Rồi bây giờ Khanh sẽ giới thiệu tiếp là ngay phần cửa. Rồi đây là phần cửa xe. Đây, đây là phần cửa xe. Chiếc xe của mình là năm sản xuất là 2019 thì nhà sản xuất họ cũng ghi rất là rõ để các bạn khỏi phải lăn tăn suy nghĩ. Đây là năm sản xuất 2019 và đăng kiểm của xe cũng là 2019.
Và Khanh gửi đến cho các bạn xem là ghế tài xế đây. Đây ghế tài xế còn rất là mới. Một nếu các bạn muốn biết một chiếc ghế xài nhiều hay xài ít là các bạn cứ coi ngay ghế tài xế. Đây ghế tài xế, các bạn nhìn xem nè, phần da nè còn rất là mới, sạch sẽ và không có dấu hiệu nứt lão hóa. Rồi phần vô lăng của mình nè, đây phần vô lăng còn rất những cái phím bấm nè còn rất là mới. Phần da nè, đây các bạn coi kỹ phần da, phần da đó, nhìn còn rất là đẹp. Và chiếc xe này là 13.000 km à, Khanh chia sẻ với gia đình mình là 13.000 km số. Đây các bạn xem, nó là 12.949 cây à, Khanh đọc chẳng 13.000. Đây là chiếc xe có đầy đủ những hệ thống an toàn là cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc, có nghĩa là khi các bạn đậu ngay dốc cầu, giở chân phanh lên, chiếc xe mình sẽ không bị tuột dốc. Đó là những cái tính năng hữu dụng trong quá trình mình sử dụng chiếc ô tô. À, các bạn thi thì các bạn cũng phải vượt qua bài thi này. À, cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử, 6 túi khí đầy đủ. Về phần cửa sau, đây anh gửi cho các bạn xem phần cửa sau. À, mình sẽ xem tiếp phần cốp sau. Đây phần cốp sau. Đây những con ốc của cốp sau đây, các bạn xem nha, những ốc của cốp sau này. Đây con ốc cốp sau nè. Đây mình sẽ xem phần cửa. Đây phần cửa. Phần cửa bên phải phía trước. Những cái bật lên xuống này gần như là không có trầy về xe, nguyên bản, rất là đẹp. Với giá bán là 515 triệu thì hiện tại cái chiếc xe này không biết quý vị và các bạn thấy thế nào, nó có hấp dẫn cho mình không? Tại vì đây là một chiếc xe hot nhất trong thị trường thời gian gần đây. Nếu quý vị và các bạn mua xe mới thì gần như là không có xe sẵn. À, gần như không có xe sẵn và chúng ta phải đặt chờ. Thời gian nó khoảng đâu là một tháng khi các bạn mua một chiếc xe mới. Và Khanh cũng muốn chia sẻ luôn, xe mới thì nó sẽ có giá cũng tương đối cao chứ không có rẻ các bạn. Tại vì xe hiện tại là không có khuyến mãi do xe đang nằm trong đợt là ưu đãi thuế trước bạ 50% của xe mới. Thành ra là xe mới bán ra gần như không có ưu đãi gì hết. Thì với giá 515 triệu này thì Khanh nghĩ nó là một cái mức giá hợp lý dành cho một chiếc xe đi 13.000 cây, gần như chỉ roadie, gần như chỉ roadie dành cho những khách hàng mua xe thôi. À, mình đem về mình khỏi cần phải roadie nữa, người chủ cũ đã roadie cho các bạn rồi và roadie đúng một năm người ta mất đúng giá trị đời xe. Thì các bạn, đây là chiếc xe đang đứng tên sở hữu là cá nhân. À, mình đem về nếu quý khách hàng mua tiền mặt chồng đủ 515 triệu thì mình đem về mình có thể giữ nguyên cái biển số. Đây là xe biển số ở tỉnh. Còn nếu mà mình mua qua ngân hàng thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho mình 70 đến 75% giá trị của chiếc xe. Bắt buộc mình phải sang tên lại thì mình sẽ chịu thêm cái phí sang tên tùy theo địa phương. Mọi chi tiết nhờ quý khách hàng liên hệ qua bên Khanh số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp thông tin rõ ràng hơn, cụ thể hơn của chiếc xe Hyundai Accent bản đủ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất của Bình Khanh cập nhật về xe cũ, xe mới, khuyến mãi cũng giống như hướng dẫn sử dụng, giải đáp thắc mắc của quý khách hàng. Cảm ơn các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.